anh ơi. Hôm nay là ngày thứ hai Phương ở Tokyo nhưng mà Phương mới bắt đầu vlog. Bây giờ đã là 6 giờ chiều. Tụi mình vừa mới từ khu Asakusa về ăn uống xong rồi bây giờ thì sẽ đi Team Lab Planet. Đây là chỗ mà Phương đã từng đi nhưng ngày hôm nay cũng muốn đưa anh Nam tới nè. Anh Nam, đừng có xạo sự. Team Lab Planet là một cái nơi mà sẽ có những cái phòng mà có nhiều màu, nhiều trải nghiệm, cái immersive với mọi người. Thì bây giờ tụi mình hãy đi cùng nhau và bắt đầu vlog Tokyo, Nhật Bản này của anh Phương. Nhớ like video. Sau. We are here. TheMM.com mời các bạn đi Team Lab Planet Tokyo. Tụi mình có đặt vé rồi, xem bây giờ chỉ có đi vào thôi. Hiện tại là giấy và welcome to my nighttime skincare routine in Japan. Hôm nay đi hơi nhiều, bây giờ là buổi tối phải uống rượu đó chứ, uống rượu mơ mọi người, cho nên hơi sáng chút xíu. Bây giờ tụi mình sẽ cùng dưỡng da với nhau nha. Em Phương à, có cầm theo chuyến đi của mình một cái tay nè mọi người, dễ thương không? Hello, làm màu chứ. Đây là cái gối ôm ngủ mọi người và mình quàng nhẹ cho cảm thấy nó ấm áp. Có một vòng tay. Anh Phương có cầm theo nước tẩy trang màu tím này. Nước tẩy trang này ổn lắm nha. Tẩy sạch xong rồi còn tẩy được make up mắt và môi nữa. Nó không kiểu tẩy sạch hoàn toàn như là cái nước tẩy trang môi chuyên dụng, nhưng mà ổn lắm mọi người. Và xài xong thì thấy da mình rất là ẩm. Rồi, highly recommend mọi người mua cái lông mi này giống như anh Phương nha. Trời ơi, nhìn thì hơi sợ sợ nhưng mà gắn lên mắt xinh lắm luôn á. Và lại còn nhẹ nữa chứ. Xong hai miếng. Anh Phương đã rửa mặt xong rồi, bây giờ thì anh Phương sẽ dùng toner này của Lancôme có tên là Tonic Comfort. Mấy ngày này thì da anh Phương khô quá cho nên anh Phương xài cái này nè, để mà cấp ẩm lại cho da của mình. Kết cấu của toner thì nó sẽ hơi đặc chút xíu nha, dưỡng ẩm tốt nhưng mà rất là thoáng, rất là mát trên da của mình. Trong cái chuyến đi lần này thì anh Phương kiểu nhận thấy được là cái ngày mình đi nó cũng gần gần cái ngày mà tôi tới tháng á mọi người. Rất là dễ bị đối mụn luôn cho nên anh Phương có cầm theo serum này của Garnier để xài buổi tối. Đây là Pride Complete Anti Acne Booster Serum 14% Niacinamide, BHA và Vitamin C. Hồi xưa cứ tưởng lớn lên rồi sẽ không bị mụn nhưng mà không mọi người ơi, hồi nhỏ thì anh Phương dùng vậy thì mà lớn lên thì anh Phương bị mụn trưởng thành là mụn nội tiết, toàn là ở cái vùng dưới cằm này thôi, đa số sẽ là mụn viêm nha, còn ở vùng mũi này thì sẽ là gặp những cái vấn đề thuộc về sợi bã nhờn. Tầm này thì anh Phương thấy da của mình cũng trộn vía, chỉ là bị khô hơn thôi chứ mụn nó không bao nhiêu hết mọi người thấy không. Chắc là do anh Phương cũng kiểu phòng ngừa nó cũng kỹ mọi người, phải đi trước mụn một bước thôi mọi người ơi. Và cái serum này của Garnier trời ơi, kết cấu rất là dễ chịu cho mọi người ơi, nó rất là mỏng, rất là thoáng. Da của anh Phương nhạy cảm á cho nên bình thường anh Phương sẽ luôn luôn ưu tiên sử dụng những cái sản phẩm nào mà không có paraben, không có silicone. Nói chung là giá thì hợp lý nhưng phải công nhận là cái sản phẩm này của Garnier ok thiệt luôn á mọi người. Cho mọi người xem kỹ hơn kết cấu nè, chứ thoa lên da của anh Phương thấm nhanh đó mọi người, không có thấy được. Các bạn thấy không, kết cấu rất là mỏng luôn nha. Và một lần thì chúng ta chỉ cần xài một pump thế này thôi là cover được hết mặt rồi, nó không có bị dầu như mọi người và nó cũng không có bị dính luôn. Cho kết cấu của sản phẩm này cực kỳ dễ chịu cho những bạn nào mà hay bị đổ dầu á, hội nhà dầu của mọi người, xài cái này ok la nha, tại vì nó ráo lắm. Với serum này á thì các bạn có thể xài cả sáng và tối đều được, như bản thân của anh Phương á thì hay dùng buổi tối hơn là buổi sáng. Có một số bạn á khi dùng cái sản phẩm này có review á là gặp một cái tình trạng là bị đẩy mụn ẩn, thì bản thân anh Phương trộn biết không bị nha, nhưng mà thật luôn á, nếu mà bạn có sử dụng serum này và có gặp một cái tình trạng là đẩy mụn ẩn thì đối với anh Phương nó cũng khá là bình thường. Khi mà các bạn sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào mà có AHA hoặc là BHA, với lại BHA và AHA còn có một cái hoạt chất nữa mà anh Phương cần phải nhấn mạnh nha, đó chính là niacinamide, giúp làm giảm cái sự tiết bã nhờn và cũng như là kháng vi sinh làn da của mình nữa. Bản thân của anh Phương á là hay trang điểm mà, xong rồi những cái vấn đề thuộc về bã nhờn trời ơi, nó có phải gọi là ở một cái đẳng cấp khác. Thì sử dụng sản phẩm này á, nó control được cái tình trạng tiết bã nhờn quá nhiều, giảm thiểu cái tình trạng bít tắc của chân lông, từ đó da của mình nó cũng đỡ bị nổi mụn hơn và nó cũng láng hơn. Đấy, nói chung là cứ phải đi trước một bước, phải chủ động ngăn ngừa mụn trước khi nó tung hoành nha mọi người. Thay vào đó, kem dưỡng xong á là yên tâm đi ngủ. Tối hôm nay thì Phương sử dụng Declare Midnight Blue Calming Cream, chiếc kem màu xanh cực kỳ đặc trưng luôn. Nó hơi dài dài chút xíu nhưng mà nó tán lên da của mình rất là mịn, chuyện ẩm rất là ok. Hộp cũng nhỏ nữa cho nên anh Phương cầm đi du lịch cùng. Xong đi ngủ thôi, ngày mai lại đi chơi với nhau đấy mọi người ơi. Bye bye. Nó ghê quá ha, nó cũng creepy. Bye bye.
Diego. Deigo no Hanagasaki, kaze wo yobi arashi kita maru de za boom. Diego ni atta toki, erue de shimau ta wo kikaseta la uu. Yo, hello mọi người, em vừa trên tàu đi Kyoto là ngày hôm nay thì trộn với cái đoạn khi mà khởi hành nó nắng không có nha. Nhưng mà qua học bài đường học thì em vừa thấy hiện tại trời đã sáng rồi. Mong tới Kyoto thì tụi mình sẽ có thật là nhiều nắng, xong là nhiều hình nè. Lịch ngày hôm nay qua đi Phương Bạn Nam nó sẽ là đến Kyoto. Xong rồi tụi mình sẽ đến một cái tea ceremony ha. Xong rồi tụi mình sẽ đi vào vòng khu Gion ăn uống này nọ. Thì hôm nay sẽ khá là chill thôi và cũng mong là sẽ eat được. Đã 2 ngày rồi Phương chưa eat được mọi người ạ. Cái gì vậy này? Mọi người post mọi người ở qua channel của anh Nam để xem là tụi mình đã mua gì và ăn gì nha. Tóc sáng nay Nam kẹp dây Phương nè, trong cũng ok la quá ha. Trong lúc ngồi không biết làm gì thì Phương sẽ cho mọi người xem mà đi lượt thấy Phương sẽ cầm giữa Phương của mình nha. What's in my bag phiên bản đi ngồi tàu đến Kyoto. Trong trip lần này thì Phương có sắp túi vô giá này cực kỳ xinh luôn, phải là một túi hobo nha mọi người. Ở trên đó thì có mấy cái bóc khóa, mấy cái này thì Phương mua linh tinh trong mấy cái trip mà Phương đi những nước khác á. Hồi xưa em cũng không thích mấy cái này đâu, nhưng mà tính ra đứng ở trên túi thì cũng xinh á. Xong rồi kiểu nhìn vô là thấy kỷ niệm. Đầu tiên á thì Phương có một cuốn sổ, đây là sổ của Lamy. Tàu hơi lắc một chút, em Phương có nốt mấy cái chỗ đi của mình. Nói chung công nghệ có hiện tại tới đâu thì Phương vẫn là thích viết ở trong sổ thế này. Bóp tiền, bóp này thì đi kèm với túi luôn. Một cái túi đựng đồ makeup linh tinh của em Phương trong này. Có phấn phủ nè, có mấy thỏi son nè. Thỏi này của Hera 467 nha. Một gloss balm cream của Fenty Beauty màu cookie jar. Hai hộp phấn, phấn phủ Sir Turberry và phấn má hồng của Hermes. Một cái puff, một cái bộ tóc, một cái lược. Ngăn thứ hai thì Phương đựng cọ, xong rồi giấy thấm dầu, xong rồi một cái cọ kẽm môi. À, quan trọng nữa mọi người ơi, thuốc đau đầu. Bình thường á, em Phương không uống được paracetamol, em Phương chỉ có uống được ibuprofen thôi. Trong cái pouch này thì mình sẽ có một chiếc vintage camera, quay cũng được mà chụp cũng được. Một cái đầu để có điện thoại. À, điện thoại quay Phương á vẫn xài case Casify nha. Và có cái dây này, điêu lịch đó mọi người. Đeo dây trên người nó tiện lắm luôn á, đỡ bị mất đồ. Kẹo, kẹo. Chiếc điện thoại thứ hai của em Phương. Nè, anh em ơi. Cái khoa của ta với củ sạc dự phòng, hộp thẻ. Đây là gia tài của anh Phương cho mọi người, gia tài quý giá nhất là cái hộp thẻ này. Một chiếc khẩu trang, đó là túi này thì nặng bình thường, bạn Phương thích nhất á là cái dây này nè mọi người. Đương nhiên tụi mình sẽ không trồng bó khổ, nhưng mà ý là đeo lên vai á thì nó thoải mái. Đeo lên nhật á, nó cứ nhạt, không quá chua, không á. Ăn cho dễ đi. Yamate Kurensai. Rửa chưa? Anh chưa rồi. Chưa rửa. Tụi mình đi taxi ở khách sạn mọi người ơi, cho nó tiện. Mà chỗ taxi bên Nhật đắt tiền. Wow, phải công nhận taxi bên Nhật là một cái thế giới hoàn toàn khác luôn á. Nó quá mắc, một cái chặng có thể cười cười cái là 500.000. Hôm qua tụi mình cười hơi nhiều chút, thêm 1 triệu. Đi từ Shimla Planet tới Shibuya hết 1 triệu taxi. Lý do taxi là bởi vì tụi mình không có nhiều thời gian để chơi á. Cho nên là ngồi tàu thì coi như là mất hết giờ luôn. Thế em quyết định là thôi, coi như là mình bỏ tiền để mua được chút xíu thời gian. Ở Nhật mắc quá. Mắc quá đúng không anh? Màu đẹp quá. Đó là khách sạn tụi mình sẽ ở, có tên là Hotel Camera Kyoto. Chơi yên thôi, xong rồi đi chơi. Hiện tại tụi mình đang ở một cái quán mì soba mà anh Nam có kiếm gần khách sạn tụi mình ở thôi mọi người ơi. Quán nào mà mình đến khách kéo lên tới trộm vía à? Anh làm cái tay con mèo ấy, con mèo mời khách á. Yeah, đúng rồi. Mình không phải là fan của mì soba do từ trước đến giờ chưa được ăn một đĩa mì nào thật sự ngon cả. Nhưng mà nhà hàng này thật sự đã khiến mình suy nghĩ lại. Menu cực kỳ ít món lại là tiếng Nhật nữa, trên tụi mình nhắm mắt gọi 2 set. Thế nào cũng có cơm và mì soba bên cạnh tempura và cá. Lúc đầu cũng hơi hoảng do thấy nhiều tinh bột quá, ăn sợ bị ngán, nhưng mà không hề luôn á nha. Sợi mì soba buckwheat được đầu bếp tự làm thơm lắm luôn. Kết hợp cùng với nước chấm nêm nếm nhẹ nhàng làm nên một hương vị thanh mát. Mì ngon lắm mà cơm cũng ngon nữa. Về nhà anh Phương cứ nhớ mãi món này. Bella fede, sei bellissima. E poi andai a chiamare Kimono e di trarre a chiamare.
cờ đảo thế nào hả anh Nam? Nói chung là cũng là một trong những cái hoạt động rất là thú vị để chúng ta được tìm hiểu về một trong những cái nét văn hóa rất là đặc trưng của người Nhật. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi ấy nó hơi buồn ngủ vậy. Nó hơi buồn ngủ nhưng mà nói chung là trà ngon. Bình thường em không thích matcha mọi người, bởi vì em cứ uống trà xanh lá của Việt Nam mình hơn á. Nhưng hôm nay uống matcha thấy nó kiểu lạ, theo kiểu nó đắng là đắng thiệt nhưng mà có một cái vị béo ở đây nha mọi người. Nói chung em Phương thấy cái trải nghiệm trà đạo này thú vị, một cái điểm là test sự kiên nhẫn của mình đó mọi người. Với cả là em Phương nhìn cô giáo thực hành mà em Phương kiểu trời ơi, thế giới như ngừng quay khi mà có pha trà luôn á. Mà mọi người yên tĩnh là mấy các bạn tính là tại vì kiểu mình rất là ngứa ngáy, mình vẫn rất muốn cử động nhưng mà cái tiếng sột soạt của bộ quần áo này nó cũng ảnh hưởng đến không khí của mọi người ấy, cho nên là cũng ngại hả? Ừ. Để mà có trải nghiệm này tụi mình đã phải đặt chỗ trước ha. Ý là cái hoạt động này rất là hot, đặc biệt là đối với những người nước ngoài ấy, cho nên là các bạn nên book sớm ít nhất là trước 2 tuần. Tổng số tiền mà mình phải bỏ là 2,5 triệu. Mắc nha mọi người, nhưng mà được cái là mặc kimono chụp hình cũng thoải mái vui vẻ. Kyoto mưa mọi người ơi, thời tiết dễ chịu. Mỗi tội tụi mình thấy sách nó mang hơi nhiều và nãy tụi mình có ghé một cái cửa hàng đồ Sida có tên là Big Time. Em à? Anh? Sao lại đi đâu, đi đây thế này? Dạ em đi Nhật. Ôi trời ơi, sao em đi Nhật đi mình, em đủ người yêu. Trời ơi. Đâu mà lại để em đi mình này, chết dở không có chứ lại. Ôi chết. Ây. Ây, anh đi ai vậy? Thằng nào mà vớ vẩn thế, bỏ đi nhá. Ừ. Chúng mình vừa mới ở một cái chỗ mà nó gọi là gì em nhỉ? Yasaka. Yasaka Pagoda, nó là cái này. Nhưng mà các bạn ơi, cái chỗ này ấy, nó là 100% tourist trap các bạn ạ. Thực ra là nói là tourist trap thì cũng không đúng đâu. Nó cũng nhưng đẹp. Mà cái chỗ này thì nó đẹp thật. Nó sẽ giống như Bukchon Village ấy. Đúng rồi. Nhưng mà có một điều là cái chỗ này nó đông dã man các bạn. Nó đông đến mức mà kiểu mọi người kiểu chen nhau, mọi người chụp hình ấy, mọi người kiểu không ai nhường ai các bạn. Cho nên là chụp hình ở đây thực sự là một cuộc chiến. Ê, dẹp. Xong rồi thi thoảng ấy sẽ có những chiếc ô tô ấy lao lên trên ngõ ấy. Nói chung là cái chỗ này ấy, mà các bạn mà muốn chụp hình ấy, thì mình recommend là các bạn nên đến đây từ lúc mấy giờ ta? Em nghĩ 5 giờ giờ sáng. Này nó cũng đông. Ừ, hoặc 5 giờ sáng. Nên là 5 giờ sáng nha các bạn. Hello mọi người, Phương và Nam đã check in này, bây giờ là khoảng 6 giờ chiều nha. Ở đây là phòng của tụi mình. Bây giờ đây Phương dẫn mọi người đi từng chỗ một, xin lỗi cái đèn nó vàng trên mặt của tôi hơi vàng chút xíu. Từ cửa đó vào, chúng ta thấy anh Nam. Hello anh Nam. Hey. Đây là một cái hốc, một cái nút nhỏ nhỏ để mà tụi mình làm việc. Đây là chiếu nha. Bên góc này chúng ta sẽ có một cái chỗ để chúng ta đựng giày nè, một cái hòn nón bộ nhỏ này, không hiểu vì sao lại có một cái hòn. Góc này chúng ta sẽ có đồ để mình thay mọi người. Và đây là phòng ngủ nè mọi người ơi. À, kéo lại được hả? Wow. Phòng này rộng ghê á. Ok. Quẹo bên này chúng ta sẽ có một cái buồng bằng gỗ kiểu onsen đó mọi người. Và đây là gương. Hello. Ăn tối đó mọi người ơi, tụi mình lại tiếp tục tin Google và chọn một quán có khá nhiều review nha. Tối mà tụi mình sang ramen. Sau 45 phút đứng queue ở ngoài vào bên trong. Còn đỡ hơn ngày hôm trước, kêu 2 tiếng. Nói chung là mình cảm giác là ở Nhật nhất cái quán nào cũng ngon đấy. Và cái kêu xếp hàng sẽ rất là dài. Vì bên này thường nó không có nhiều chỗ. Cái quán này nó cứ bé bé mọi người. Chắc là sitting khoảng từ 10 tới 12 người là hết rồi. Cho nên là cái chuyện xếp hàng cái chuyện bình thường. Nhưng mà xếp hàng lâu thì cũng mệt. Đặc biệt tối ngày hôm nay chưa còn khá là lạnh. Tụi mình đã gọi hai phần mì ha. Một cái phần mì chấm với lại một cái phần mì nước bình thường. Một phần đâu đó là khoảng 1.000 yên. Là khoảng 200 ngàn đó mọi người. Ôi, nước đứng trong luôn đó mọi người. Nó hơi chua chua. Trời nắng nha và sân bay rất là bình yên. Good morning, sáng ngày hôm nay thì tụi mình đi Universal nè mọi người ơi. Hành trình bắt đầu sáng giờ thấy cũng hơi mệt nha. Từ Kyoto tụi mình sẽ tới Shinosaka, xong rồi tới Osaka, xong rồi tới một cái tàu loop train. Đây là cái ga cuối tụi mình sẽ bắt nè. Cái điều khiến Phương hào hứng nhất chắc chắn phải là Super Nintendo World. Hôm nay anh em mượn váy hả?
Alibaba và 40 tên cướp. Wow. Sammy Mario. Trời ơi. Trời ơi. Hành trình đi mua đồ vẫn chưa kết thúc. Có thần chú đi. You will die. Em phải công nhận đó mọi người là trong cái hồ này á siêu nhiều mấy cái đấy băng đô trùm đầu nhiều lắm luôn á. Ê con này đội cũng ấm quá hả? Ê cái này cứ như là cái bánh kẹp anh xoay nghiêng đó. Wow, một con này 3.700 yên là mấy tiền? Là bằng ngoài đi luôn. Tạm cất đồ vô tủ để mà đi chơi cho thoải mái. Cái dịch vụ gửi này hết 1.000 yên là 200.000 nha mọi người ơi. Bây giờ Thiện Phương và anh em đang trên đường tới cái attraction Harry Potter. Tụi mình có đặt đến đã vào lúc 10:40 rồi. Em phải công nhận là hai bên này bán rất là nhiều đồ nha. Cảm thấy là mình chắc chắn là phải chi tiền ở đây rồi đó. Khó có thể nào chỉ có mua vé chơi không rồi về nha. Bởi vì cái số lượng đồ souvenir nó phải gọi là trời ơi, nhiều lắm. Tôi thích quá. Thật sự là mong cái này không phải là một cái roller coaster. Tụi mình sợ roller coaster nha. Moments later. Xong cái ride đầu tiên rồi mọi người ơi, nó không có sợ nha. Nó kiểu như là cái Transformer tụi mình đi bên sinh vậy á. Nói chung là tụi mình sẽ lên máy ngồi xong rồi tụi mình sẽ được xem hình 3D. Và cái ghế nó có xoay rất là thích nha, hơi chóng mặt chút xíu. Nói chung là ngày hôm nay Phương thấy game là hay thì Phương sẽ kêu mọi người đi. Còn cái nào sợ thì ai thích sợ thì đi, còn không thì thôi nha. Ê có cái băng đô. Xinh hả? Em như một món quà vậy. Bên ngoài hà làng Hogsmeade đó mọi người. Đang chờ gì đấy? Đang chờ butterbeer. Nó uống như xá xỉ. Xá xỉ chương chương. Với lại caramel frappuccino của Starbucks vậy mọi người. Mình qua điểm theo đây. Em có biết cái này người ta gọi là gì không em? Người ta gọi là sức mạnh của đồng tiền. Bây giờ tụi mình sẽ đi cái tàu nhập châu mọi người. Và khi đến Universal em không khuyên mọi người là nên mua Express Pass để mà đỡ thời gian xếp hàng đó mọi người. Nó sẽ hơi đắt một tí nhưng mà đáng đồng tiền. Đi cái ride này á, em thấy cũng đáng đi mọi người, kiểu nó vui, nó nhanh lắm mọi người. Cứ nhìn vô á. Ừ, kiểu hóng mát thì vui chơi đó. Và đặc biệt là mấy đứa nít á là a à, dễ thương, mấy đứa nít khóc luôn. Nhưng mà tụi mình nó buồn cười. Xinh quá nè. Ê, tụi mình nó chắc là chết trong cái nó quầy xu lưu niệm mọi người. Bây giờ là khoảng 1:30 chiều, tụi mình đang chờ để vào cái Super Nintendo World. Từ sáng nha, là vòng ở đây thì Phương thấy vui phết mọi người. Nó to hơn hẳn so với Universal Singapore nha. Nhưng mà mình phải rất là đông. Cho nên là thật sự một lần nữa nhấn mạnh là các bạn phải Express nha. Sau lúc chờ để vào cái Super Nintendo World thì để Phương kể cho mọi người nghe cái trải nghiệm đặt vé tại đây. Để lỡ mà có ID thì có thể có một cái trải nghiệm đặt vé mượt mà nha. Thì nói chung là sẽ có hai loại vé khi vào đây mọi người ạ. Một cái vé là entry ticket ai cũng phải có ha. Và cái vé đó tụi mình mua là khoảng 2.000.000 cho hai đứa thì phải. Sau đấy là nếu bạn nào mà muốn khách thời gian, khách cái queue á thì các bạn phải mua cái Express Pass thì như anh Phương có nói rồi đó. Express Pass ở đây có rất là nhiều loại nha mọi người, sẽ có rất là nhiều bên đồ và mỗi bên đồ tụi mình sẽ được Express ở những cụm trò chơi khác nhau. Chúng ta sẽ có rất là nhiều trò chơi ở đây rất là hay nha mọi người, kiểu bên Nhật nó biết làm tiền nha mọi người. Và đặc biệt đó là sau khi các bạn đã chọn những cụm trò chơi các bạn muốn chơi rồi thì mọi người sẽ phải chọn cái giờ, cái time entry để mà có thể vào được những cái trò mà tụi mình đã chọn với cụm đó mọi người. Thì chúng ta sẽ có những cái nơi rất là hot, ví dụ là Harry Potter, ví dụ là Super Nintendo World, ví dụ như là cái Spider-Man 3D, Jujutsu Kaisen này nọ. Thì bây giờ cái vấn đề là gì? Lúc đó là tụi mình cũng đã chọn cái bundle tụi mình mong muốn rồi, cái giờ tụi mình mong muốn rồi. Khi xong rồi lúc thanh toán thì không có thanh toán được, do tụi mình không có thẻ nội địa Nhật Bản. Cho nên lúc đó là có đi qua Klook với lại cái đây để tìm vé nè. Nhưng mà bị một cái, nếu các bạn mua vé cho Klook hoặc cái đây thì sẽ không có cái time slot cùng nhau để mà vào. Mình đều có vé vào đây rồi nhưng mà cái giờ vào Super Nintendo World thì sẽ hên xui, thì đâu được, mình đi hai người thì nên vào chung với nhau đúng không. Cuối cùng option đây là đã nhờ một người anh họ của anh Nam, một người bà con của anh Nam tại Nhật mua vé giùm cho tụi mình. Nói chung là tổng số tiền mà tụi mình phải bỏ ra đó là rơi tầm khoảng 12.500.000. Cái bản đồ mà tụi mình chọn ấy là cái bản đồ có nhiều trò hot nhất, cho nên tính ra là nó hơi đắt một tí. Tụi mình vào được bên trong rồi đây. Hôm đó trời xanh quá cho nên thoạt nhìn cứ tưởng là tụi mình đang ở trong một cái studio lớn với background màu xanh. Nắng chiều 2 giờ hơi gắt một chút nhưng mà không khí mát mẻ, cộng thêm độ hào hứng sẵn có là mình và Nam song sáo đi từ điểm này tới điểm khác. Ở đây sẽ có hai attraction chính bên cạnh một số điểm chơi game tương tác mini.
giữa chơi game và chụp hình mua đồ lưu niệm thì Phương đắm đuối với sự lựa chọn thứ hai hơn, do game thì Phương thấy là nó hơi xàm với cả là nó hơi nhanh đó mọi người, mặc dù khá là khó khăn để mà hơi chụp được những tấm hình hoảng đản nhất, nhưng mà tụi mình đã có một khoảng thời gian khoảng 2 tiếng ở đây cực kỳ dễ thương. Giữa Mario với lại Harry Potter anh thích cái nào hơn? Trong Mario có nhiều thứ để xem và để chơi hơn với Harry Potter đó, mọi người ơi. Siêu tốn tiền luôn. Và trong đấy ngoáng một hồi ấy, mua một đống đồ souvenir cũng không biết các bạn. Đúng, trên đầu của anh Phương là một con cá nè, trời ơi, xong rồi trên người của anh Phương là một cái bình nước nè. Xong rồi đông lắm nha, super super đông luôn á. Và một khi các bạn đã ra ngoài rồi là không có vào trong lại được nữa hen. Tụi mình đã dành một vài tiếng còn lại ở Universal Studio để mình đi vòng vòng nè, ngồi và nằm mọi người ạ. Ở giữa Universal Studio là một cái hồ lớn á, và tụi mình đã ngồi đây chắc là tầm 15-20 phút. Sau đó tụi mình đã di chuyển tới một cái bãi cỏ cực lớn phục vụ cho những ai có nhu cầu nằm. Chỗ tụi mình xà vào liền, bởi vì sau một ngày đi chơi mệt mỏi mà được nằm ngắm cảnh trời hoàng hôn đã dần buông xuống, nó thật sự rất là thích luôn á. Cỏ ở dưới lưng thì mát, trời thì nó xanh, và nói chung là nó cứ trời tuyệt vời lắm mọi người ơi. Tụi mình đã có một ngày cực kỳ trọn vẹn tại Universal Studio Osaka. Tối về tụi mình có ghé Dontoburi đang tối nè, sau đó hai đứa lại về Kyoto thôi để mà chuẩn bị cho một ngày du hí mới. Mỗi lần Phương hello lại Phương hay nghiêng đầu. Hiện tại tụi mình đang ở Arashiyama. Đây là một cái chỗ rất là nổi tiếng tại Kyoto, là lần trước mọi người. Sáng nay thức dậy vào lúc kiểu 6 giờ sáng, get ready 7 giờ ra đây. Nhưng mà hôm qua tụi mình tới 1 giờ rưỡi mới ngủ lận, cho nên là không có dậy nổi. Cho nên bây giờ tới 8 giờ rưỡi tụi mình mới có mặt tại cái địa điểm này. Nó rất là mát nha mọi người, trời cực kỳ xanh luôn. Và cảm thấy đây là một Nhật Bản rất là khác, kiểu nó là một Nhật Bản mà tụi mình biết đó. Nó rất là zen, rất là dễ chịu. Bên đây là một cái quán có tên là Bread and Espresso. Phương và anh em vừa vào đó định đi cà phê trước khi tụi mình đi rừng. Tại quán này thấy cũng xinh đó mọi người. Đây, tụi mình là số 37, còn hàng hiện tại là đang là số 18 hay sao á. Và họ cho mình một cái mã QR để mà có thể đi đâu thì đi, và có thể scan trên điện thoại và xem là sắp tới lượt mình chưa để quay về. Thì Phương cảm thấy rất là tiện á. Với công nhận khu này ở Kyoto rất là chill như mọi người. Nếu mà các bạn đi rừng trúc á thì Phương nghĩ là nên ghé cái neighborhood xung quanh để tham quan lần nữa. Ê, cái tóc này ngày hôm nay mình giống Ajuma ghê. Anyway là không có kiểu hình thức rồi mọi người ơi. Do tụi mình phải đi về khách sạn check-in lúc 11 giờ và bây giờ là 10:45, tụi mình đang ngồi ở quán cà phê nè. Cái chỗ này thì Phương thấy là có bán kiểu cà phê trà đương nhiên rồi ha, xong rồi có bán dessert và đặc biệt là những cái món ăn liên quan tới bánh nha mọi người. Bên cạnh đó thì có một cái tiệm bánh luôn. Thì tụi mình vừa mới mua một ít bánh này để mà xíu nữa khi mà lên tàu đi từ Kyoto về Tokyo thì có cái ăn. Bây giờ tụi mình sẽ làm cái hô nhỏ lại cho nó bánh gì nha. Một cái bánh sausage, cái bánh ham and cheese này nữa, một chiếc bánh sừng trâu croissant này. Lúc nào tụi mình cũng đánh giá một cái chỗ là bánh ngon không dựa trên bánh này đầu tiên nha mọi người. Cái bánh này Phương thấy ở tiệm này nổi lắm luôn á. Cái này là học sinh Nhật Bản hay ăn. Nếu bạn nào có đọc truyện Vua Bánh Mì nhé. À vậy ha. Thì sẽ có một đoạn mà các thí sinh làm ra cái bánh này. Ở bên Nhật Phương thấy một cái điểm á là tụi mình sẽ không có gọi là sao ta, được cho bao miễn phí, lúc nào là cũng phải mua nha. Từ bao giấy cho tới bao ni lông, đa số những cái chỗ mà tụi mình đến là đều phải bỏ tiền ra mua hết. Cái này gọi là lemon cake nha các bạn, đó là bánh chay. Hai đứa một trà một cà phê xong rồi thử thêm mấy chiếc bánh. Do không có nhiều thời gian ở một nơi, cho nên có dịp đi đâu thì mình và anh em đều có xu hướng là sống trọn, ăn trọn. Mấy kem tươi với dâu á, không bao giờ sai luôn. Nếu có dịp đến Pret and Espresso thì với mọi người xin hãy ngồi ngoài thế này nha, sẽ chill rất là nhiều. Nơi này thì có nhiều nét truyền thống với chấm phá sự hiện đại, có thể là cực kỳ hay ho. Đến lúc tụi mình về rồi mọi người xem nè. Ở bên ngoài á, bắt đầu hàng quán mở cửa, xong rồi quá trời cà phê này nọ luôn. Xong rồi giới trẻ tập trung đông quá trời luôn. Và Phương đánh giá cái chỗ Ashiyama này á, nó còn xịn hơn ở Gion nha mọi người. Cho nên là đừng đến đây chỉ đi rừng tre không. Trời ơi nhiều đồ quá kìa. Lần sau đến Nhật mình phải đi cái hình thức xe kéo coolie này mới được. Đó, có người đẩy xe nha mọi người, giống như xích lô của mình vậy á. Nhưng mà thay vì là xích lô thì họ chạy. Quá wow, đông chưa? Việt Nam mình ngày xưa cũng có cái xe đấy đấy. Bóng bóng. Đi bởi ly.
Trước đây tụi mình dùng bữa tại một nhà hàng Kaseki màu sao Michelin. Anh Nam đã khá vất vả mới đạt được bàn ở đây do thời gian này là mùa cao điểm. Đến nơi thì điều đầu tiên mình bất ngờ đó chính là ồ, sao mà im lặng thế? Không gian cực kỳ truyền thống với cửa lùa, chiếu, các câu phục vụ mặc kimono nè. Chỗ An Phương và anh Nam ngồi thì nhìn ra một cái tán cây màu đỏ đẹp lắm luôn á. Tưởng tượng một ngày mùa đông ngồi đây thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Quay trở lại đồ ăn thì đối với An Phương, Kaseki là một trải nghiệm ẩm thực rất là đáng để thử. Các món ăn ở đây cực kỳ fresh với những công đoạn chế biến theo như Phương được biết là rất cầu kỳ. Là một người thích đồ nhiều gia vị, An Phương khá là bất ngờ khi mà trở nên hứng thú với một cái bữa ăn rất là thanh đạm này. Cảm giác như là những xô bồ những ngày vừa qua chưa từng tồn tại trong ngoài không gian này á. Tụi mình đã được Ghibli rồi mọi người, tụi mình đang ở Ghibli Park nè. Ở nào già xa lắm luôn nha, mà lúc này tụi mình kiểu bị trễ tàu á. Tụi mình không ngờ thời gian từ Tokyo đến chỗ này là 3 tiếng nha các bạn. Đã trễ khoảng tầm 5-10 phút gì đó. Tụi mình cứ sợ là không có vào được, mình nhận cũng khó. Nhưng mà rất là may mắn là vào được rồi, trời, cái hành trình đến đây thật sự là gian nan. Đặt vé cũng khó nha, đặt vé từ phải 3-4 tháng trước. Trong lúc chờ xếp hàng thì đây Phương chia sẻ một xíu thông tin về cái Ghibli Park này nha. Tụi mình thì có đặt vé trên mạng nè mọi người. Và chúng ta sẽ có một cái thời gian entry là 12 giờ. Công viên này nó lớn vậy thôi chứ ít cái chỗ ra vào đó mọi người, ít những cái attraction đó. Chúng ta chỉ có 3 cụm chính như thế này đây thì anh Phương chỉ có mua được vé cho cái cụm thứ hai thôi. Bạn ơi, hiện tại thì là khách quốc tế chỉ được vào cái Ghibli Grand Warehouse này thôi. Không hiểu vì sao mình không có mua được những cụm còn lại nữa. Cảm thấy cũng tức đó mọi người. Nhưng mà thôi được rồi, cứ đến được đây đã mua được vé đã rất là mừng. Và lúc mà tụi mình mua vé rất là may mắn luôn. Cái lúc mà tụi mình tìm hiểu về cái Ghibli Park này thì có lên website và xem mua vé như thế nào thì biết là ok, sắp tới là sẽ có một cái đợt bán vé cho tháng 5 này. Mình đã nốt vào lịch là ngày hôm đó sẽ lên mua vé và đúng ngày đúng giờ tụi mình lên mua vé nha. Phải chờ tới 3-4 ngày người mới tới lượt của An Phương và anh Nam. Trong hai tụi mình thì có mỗi An Phương á là đặt được vé tới đây vào cái ngày này thôi. Grand Warehouse là cái chỗ tụi mình đang đứng nè. Nó trong một cái nhà kính nha, rất là mát cho nên tôi phải cởi áo khoác ra nè. Và ở đây tụi mình vào chắc là cũng khoảng 20 phút rồi ha. Và nhận ra là An Phương và anh Nam những đứa Việt Nam để duy nhất. Đúng, ý của em là kiểu không có Tây luôn á. Đi thôi, vô diện rồi. Vô diện nằm ở ngay entrance của ra vào luôn. Cho nên là chờ cũng hơi lâu quá. Sao lại lựa chụp hình của tụi mình rồi. Chờ xếp hàng ở chỗ Nakita là có hai hoàn cảnh nha, một là hoàn cảnh đỡ đầu khi mà Pazu chuẩn bị đỡ Shita lúc mà Shita rơi từ trên trời xuống, còn đoạn này là đoạn mà Shita đang được con robot của Nakita cứu. Công viên này thật sự không nên chụp hình mọi người ạ. Let's go anh em ơi. Ở trong cái Grand Warehouse này có chỗ được chụp hình, có chỗ không nha mọi người. Tại vì Phương và anh em vừa vào một cái phòng mà không được chụp hình. Ở trong đó thì thấy đều có rất là nhiều thứ và đa số là chỗ đất chơi. Chắc là vì vậy cho nên không có chụp hình. Nhưng mà không sao cả. Ở trong đó thì có một cái quầy bán Coca-Cola. Mời mọi người. Đây là hàng xếp chụp hình với lại robot trong Labuta nè. Và đây tụi mình đang đi kiếm cái văn phòng của Yubaba. Hello Yubaba. Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cái mục đích chính của chúng ta khi tới với lại Ghibli đó chính là đi mua merch mọi người. Thôi cái nói thật á, đây là con Yubaba, quả thần quả. Xinh quá à. Anh em đưa túi ra cho mọi người xem nào. Wow, wow. Ê, tụi mình bị gì á, tụi mình một đứa 30, một đứa 32 rồi nha. Nhưng mà chúng tôi thật thích merch lắm. Nói chung là em sẽ ráng là mua cái merch nào mà thật sự xài được hoặc là trang trí cho nó đẹp. Vì chắc chắn là không mua về sẽ phải mất đó. Không thể nào như vậy được, không thể nào như vậy được. Ngày hôm nay trộn với thời tiết rất là mát mẻ nha mọi người. Bây giờ chắc là tụi mình sẽ đi về thôi. Bởi vì tụi mình cũng không đi được đâu khác ở đây nữa. Không có được vào hai cái attraction còn lại. Xong qua đây là công viên hết nha mọi người ơi. Ở đây em Phương thấy đúng là kiểu một cái công viên nha. Chứ không có phải là kiểu công viên giải trí đâu, có nhiều trò chơi đâu, chỉ có tham quan chụp hình xong rồi camping đi chơi gia đình thôi. Chứ là một cái vibe rất là khác so với công viên giải trí tụi mình thường đi. Anh có thấy cái trải nghiệm này khác so với trải nghiệm của một công viên giải trí bình thường không? Có.
nó chill á. Nó chill hơn. Với cả là những chỗ chụp hình á, là nó gộp thành một cụm để cho ai thật sự chụp hình thì chụp hình, còn ai mà muốn vui chơi á thì sẽ có một cái khu ở bên kia để mà tụi mình camping với gia đình, xong rồi có mấy cái hoạt động như kiểu festival á mọi người. Các bạn ơi, các bạn có thể thấy nhá, là cái công viên này hiện tại ấy, là họ chưa xây xong. Nhưng mà sau này xây xong ấy thì em zoom in đi, yeah. Sẽ có một cái ngôi nhà của Hao to đùng ở đấy rồi. Rồi. Còn bên này chúng có, ta sẽ có cái làng ở trong phim Công chúa Mononoke ấy. Thế chứ tụi mình sẽ quay trở lại công viên này sau khi mà nó đã được mở cửa toàn bộ và nó cũng cho du khách quốc tế vào những cái chỗ còn lại. Anh Phương đang ở một cái quán có tên là Bill's Ginza mọi người ạ, hay gần khách sạn nhà tụi mình luôn. Nói chung là trong chuyến đi Nhật này thì anh Phương nhận ra được một cái chân lý nha mọi người. Đó chính là một là bạn đặt chỗ trước, còn hai là bạn phải đi ăn cái giờ lạ lạ, còn ba là bạn hên thì bạn có chỗ ngồi nha. Chứ mà cái hành trình đi ăn ở bên Nhật của tụi mình nó hên xui ghê gớm luôn á. Tụi em xếp hàng rất là lâu, ý là nhớ rất là nhanh thôi là mình sẽ mất tầm 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng xếp hàng là coi như hết cả ngày rồi. Bên Nhật có mọi người, mọi thứ đóng cửa sớm lắm, mở cửa thì muộn, tầm 10:30 11 giờ thì mới mở cửa. Hàng quán thì khoảng 8 giờ tôi đóng cửa, có 6 chỗ ăn á thì đóng cửa vào lúc 9:10. Và đối với cái chỗ Bill's ngày hôm nay tụi mình đi á thì chắc là tụi mình hên bạn ạ, tụi mình được xếp vào trạng hên nha, cũng có được quà cho người thân nữa. Em cũng thấy cái thuốc này bên Nhật rất là nổi nha, nó để giải cảm á mọi người. Chứ các bạn coi xung quanh nè, rất là đông nha. Bữa ăn nơi căng này đã kết thúc vlog đi Nhật của anh Phương và anh Nam. Tụi mình vẫn còn một cái chiếc hô đồ si chất lượng. Và đương nhiên là tips mua sắm những ai mà đang muốn săn đồ si tại Nhật nhé. Nhưng mà phải hẹn các bạn vlog sau cơ. Mặc dù hiện tại thì Phương chỉ có thời gian lên và edit vlog du lịch, nhưng mà mỗi lần lên thì Phương sẽ chỉnh chu nhất có thể. Từng bài nhạc, từng cái text một, từng những cái khoảnh khắc anh Phương đều sẽ ráng làm cho nó kiểu như là dễ thương của mọi người, để các bạn cảm thấy là như đã đi du lịch cùng với anh Phương và anh Nam. Và anh Phương mong một cái travel vlog này như bình thường anh Phương nói á đã không khiến các bạn thất vọng. Lần sắp tới của anh Phương sẽ là một cái vlog mua sắm đồ tại Nhật ha, hô nè, xong rồi tips mua sắm như anh Phương có nói, chứ xong rồi anh Phương sẽ đi Thái Lan và anh Phương sẽ có một cái travel diary rất là xịn cùng với lại cả team mình luôn. Thật sự rất là nhớ các bạn, nhớ lắm luôn á, cho nên trời ơi, mong là chúng ta sẽ gặp được nhau nhiều hơn. Và các bạn hãy like video này và subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở trong video sau. Anh Nam ơi, mọi người ơi, sau khi mọi người xem xong cái vlog này của anh Phương ấy thì hãy nhớ ghé qua kênh Nam Tô nhé, để xem vlog in phim Nhật Bản của mình sắp tới. Nhớ YouTube rồi. Bye bye mọi người nha, see you.